một tay thôi thấy chưa. Tại chảo này bự quá. Đồng quá. Tú lấy xương không Tú? Lấy xương không? Chứ vậy mà sao lòng tông lấy xương? Trời ơi Tú, không lòng tông hả? Chào các bạn, hôm nay các bếp miền Tây sẽ giới thiệu với các bạn cái món chim sẻ cô ti ăn với chua leo với cà chua. Chim này thì hôm qua ra chợ bán người ta làm sẵn vậy nè các bạn, 5.000 con. Giờ mình đem mình đi cô ti nha. Đào bếp nhanh ghê ta, mới đây sẹt sẹt qua là lùm cái tỏi liền ha. Mẹ vậy, chưa thấy gì. Rồi xưa bếp làm gì xưa bếp? Đâm. Ủa vậy sao không gan lậu tước đi? Giờ thích đâm. Ừ. Đâm xong mới gan ớt cho nó thấm rồi mình mới đi gan lậu chứ. Chứ quý mà làm vậy rồi ớt không thấm rồi. Rồi người ta thời gian người này làm người kia, kia quay qua rang đậu. Ta. Tao nói rồi đó. Má hơi cho mấy hột ngọt hay mấy gì vô má. Kìa. Mấy hột ngọt vô nó hết giải hả? Ghê chưa, mấy hột ngọt vô hết nhảy liền nữa chưa? Sợ hột ngọt, thấy hột ngọt đâu dám nhảy. Nằm im thinh thích luôn đâu dám nói tiếng gì. Ăn bịch đậu hay đậu quý? Bịch thôi má ơi, ăn không hết đâu. Con đã rồi má đi đầu này con đi đầu kia mua cho hai bịch đậu luôn ăn cho nó béo thôi, để nữa làm món đuông nha. Đuông nè, đuông vào qua nữa hả? Thì đi kiếm thôi chứ đâu biết đâu. Bây giờ còn biết chỗ nào có dế bắp không quý? Không, mua xuống rồi mưa có không cảm có đúng rồi tại vì hai cái cánh dế bắp phải không? Đây cái đùi nữa, hai cái chân nữa, để đùi lại cắt lên mới đầu đâu dám ăn. Nhúng miếng bột nữa. Đó, sợ chết ăn con gì trời. Cái đó nhúng bột nữa. Nó nhúng bột giòn cái nữa rồi xong. Bỏ lại thử đi. Ai cũng ăn mà. Đợi ăn xong nghiền luôn. Nó mùa mưa là có dế bắp á. Dế bắp thôi, có mấy đứa đây nó dế bắp nè. Ai? Bằng của thằng Sang đồ. Ờ đúng rồi, lần đó mới lên nó trồng nó ủ, ủ rơm. Ủ rơm rồi sáng lại bắt rồi nghe tiên luôn. Muốn ăn nữa lên kêu Minh Gia đi bắt cho ăn. Hay lắm mà. Dạ, hay lắm à. Muốn mua ý. Ngọt muỗng, bột ngọt. Là hai muỗng rồi đó. Dạ. Cái này hả? Một muỗng đường. Đường ở đất á, tại vì chứ mỗi mình có cái dừa vô là nó có ngọt rồi. Nó ngọt rồi. Đây có nước mắm không á? Không, ai nói ướt nước mắm mày? Sẽ ai biết? Nói. Đây sẽ gấp từ con cu ti vô. Đã không? Gấp từ con vô thấy không? Chơi ba anh luôn. Ba anh chàng. Trời, ướt bao nhiêu mà? Cái dòng này nó với 15 phút rồi chứ không tới nửa tí cho nó thấm rồi bắt lên. Rồi ru cây rồi từ từ nó rút lại như vậy, 15 phút rồi. Phèo hết nước hả? Ờ, phèo hết nước, nè, quý thấy không? Nè, theo mà, đó thấy không? Bắt nhé, thơm bắt nhé. Ăn gì người ta nói mình phóng sinh đấy, nói không thì... Có, không có phóng sinh. Cái này cái gì? Tiệt chủng. Cái này đang lúa mùa màng tao quá rồi quý ơi. Cái này là mấy người nhà dự nhà ruộng nó còn mừng nha. Còn xa xa là đại đầu bếp đang rang đậu ý anh. Đãi đậu các bạn. Điêu luyện chưa? Này có khét không á? Không không, ai giật luôn thấy không? Thấy chú rồi đãi thơm phức luôn. Thơm phức luôn hả? Mới ăn miếng thử cái giòn không? Ngon không hả? Nó béo ngậy luôn. Chứ mà già vậy chứ còn vợ còn có chút xíu à, nó ngồi hoài vậy là hết luôn. Ừ, chưa được Tú sẽ bỏ mấy con roti này vô các bạn.
Thầy cô ơi, ui da. Tôi nói rồi vậy á. Thôi. Trời ơi. Thôi mình sẽ chặt cái dừa đỡ đi đâu. Bây giờ mình cho nó săn tới đi. Giống cút quá ha. Cút thu nhỏ. Cút một cút thu nhỏ nữa. Cút kia thì nó bự, cút này nó nhỏ. Ủa sao nó văng quá Tú ơi. Tại nó văng vậy đó. Tại nó văng vậy đó luôn hả? Có gì đâu. Đâu có gì đâu, tại nó văng thôi chứ không có gì đâu. Săn cho nó ướt nó thấm luôn không? Thì nó thấm rồi. Giờ mình chặt cái dừa. Mình để đây cho nó săn sao mình chặt cái dừa cho nó văng vô ta. Ui da. Phải quý đó. Thôi đừng đổ thừa. Thôi bỏ dừa vô đi. Ồ nồng quá trời nồng rồi. Wow, nước dừa là nha. Nguyên chất. Dạ. Nhầm đường đâu pha. Nói na má mình có được. Được con cây là bắt rồi đó. Thập chín rồi, cạn nước rồi các bạn ơi. Chừng nào nó ra đâu bếp? Chưa mà khô rồi mới ngon. Bây giờ chừng nào nè, giờ nhìn thấy giờ biết chừng nào nè. Chắc cửa chín rồi chừng nào cạn rồi. Mấy con cút này sao? Mấy con chim sẻ chứ cút gì cút. Cút thu nhỏ. Không, cái này chim sẻ. Cút thu nhỏ. Thơm không? Thơm. Bát ghét không? Thơm nè. Thơm quá à. Thơm quá hả? Cái này là cái thơm lừng chứ không phải là thơm ấy. Thơm nước mũi nó phải không? Trời ơi, mấy con chim sẻ sẻ này. Thơm quá. Rồi nè, đem lên đồ, để lên đồ phộng ăn cơm. Rồi, lấy mà nhắc xuống má. Bên đây nè. Lấy cái mông con ra con. Đây, chờ một tay thôi thấy chưa. Tại chảo này bự quá. Thơm quá. Sư bếp Tú bây giờ sẽ cắt rau tỉa cành tỉa lá. À, sư bếp. Má đâu? Đây biết tới giờ phút này ăn là giờ em mất tiêu luôn. Tới giờ ăn là giờ biết đi đâu. Bây giờ mình ăn trước đi. Bậy quá bậy. Quá bậy hả? Sai quá sai. Xin mời cả nhà dùng cơm nha với gia đình. Chim vô đây. Chim sẻ. Khái luôn á. Ngộ
ngon xuất sắc. Ngon xuất sắc trong gia tài nữ. Ngon. Phải không? Ngon không? Sao rồi, xưa được bếp? Ngon luôn hả? Ngon quá. Xương ăn lại luôn. Tú lấy xương không Tú? Ừ. Lấy xương không? Chứ vậy mà sao lòng tông lấy xương? Trời ơi Tú, xương không tông ha. Ừ, vậy đó. Dạ. Chứ khổ quá mà lòng tông mà lấy xương. Món này bự rồi. Vậy đó mới lạ chứ. Cắn nó vô, cắn mấy đậu phộng vô, vô béo. Cắn mấy muối tiêu mà. Ăn hai nắp giật không á? Cái này á, cái gì làm chạy phải thật nhiên. Bằng chạy không có bán cái này mà. Cắn mấy muối tiêu. Cắn muối tiêu ăn cũng ngon nữa. Rồi bây giờ mình đã xong rồi. Mình hẹn các bạn vào clip sau nha. Bye bye.